Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên mặc áo dài đỏ là một trong những anh chàng thuộc dàn bê cháp nhà trai. Chuyện chẳng có gì nếu như người này không có hành động được cho là bất mãn về chuyện nhận thù lao ít ỏi sau khi vất vả bê cháp. Cụ thể, khi mở lì xì thấy trong phong bao chỉ có 30.000, người này lập tức thẳng tay ném đi, đồng thời cởi áo ra khỏi rạp cưới. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn clip ngay khi xuất hiện đã thu hút 5 triệu lượt xem. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, người chỉ trích thái độ của nam thanh niên, cho rằng tiền trong phong bao lì xì thực chất chỉ để tượng trưng thôi. Nếu đã đồng ý giúp cô dâu chú rể thì không nên tính toán ít nhiều. Đành rằng là giúp đỡ nhưng cô dâu chú rể cũng nên cân nhắc con số bỏ phong bao lì xì cho đội bê cháp sao cho đẹp cả đôi đường. Hiện tại mọi người thường bỏ vào phong bao lì xì ít nhất là 50.000 đồng rồi. Giá trung bình khi đi thuê người bê cháp cũng phải từ 100.000 đồng, một thành viên chia sẻ. Không ít người bày tỏ với thanh niên này khi đã từng gặp phải những tai nạn tương tự trong những lần đi bê cháp. Thậm chí, nhiều người lên tiếng cho rằng cô dâu chú rể có phần tính toán keo kiệt khi chỉ để lì xì trao duyên có 30.000 đồng. Trước sự việc ồn ào cùng màn tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, Bảo Quốc, quê Nam Định, người đăng tải video này cho biết sự thật là mình chỉ làm clip diễn lại cảnh vứt bao lì xì. Mình đã hỏi ý kiến của gia đình bên thuê bọn mình rồi. Ban đầu, thỏa thuận giữa bọn mình và người làm dịch vụ là hơn 200.000, nhưng đến nhà trai chỉ lì xì 100.000 nên có hơi hụt hẫng. Để đi bê cháp như vậy, Bảo Quốc và các bạn đã phải xin nghỉ một buổi học, di chuyển quãng đường hơn 40 km từ huyện Nam Trực đến huyện Trực Ninh, Nam Định để bê một con lợn nặng. Từ lúc bắt đầu đi là 12:15 trưa đến 4 giờ chiều mới về đến nhà. Chị bên dịch vụ là chị họ hàng của mình nên mình không có thắc mắc về tiền phong bao, nhưng những bạn bè đi cùng mình thì có thắc mắc. Tuy nhiên, vì nể mình nên cũng không hỏi lại, Bảo Quốc cho hay. Đám cưới là chuyện trọng đại của mỗi cặp đôi và các lễ nghi cũng như sính lễ đi kèm cũng được xem trọng và mang những ý nghĩa nhất định. Tùy theo từng địa phương mà số lượng tráp cưới cũng như sính lễ đi kèm sẽ do hai bên gia đình thống nhất. Sau mùa lễ ăn hỏi thì những tấm lì xì trao duyên đỏ thắm của đoàn nhà trai và nhà gái thường được đưa tận tay nhau. Bởi theo truyền thống, chiếc phong bì này là tiền lộc may mắn để cả hai đội bê cháp trao cho nhau khi kết thúc màn trao quả. Số tiền trong mỗi phong bao lì xì thường được thống nhất từ trước và nhiều hay ít thì phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của từng gia đình. Và dù nhiều hay ít thì sau mỗi lần trao quả, nhận lì xì, mọi người đều tỏ ra vui vẻ, hoan hỉ. Thế nhưng xã hội dần hiện đại, đội ngũ bê cháp cưới cũng dần được thương mại hóa. Các bạn trẻ thường lập thành nhóm và chuyện nhận đi đỡ cháp cưới cho các cặp đôi với một mức thù lao đã được thỏa thuận trước nếu như gia đình cô dâu chú rể không nhờ được bạn bè hay anh em. Dù là đám hỉ, nhưng đôi khi cũng không tránh được những tình huống dở khóc dở cười, khiến đội bê quả không hài lòng, thậm chí còn bóc phốt ầm ĩ trên mạng xã hội. Hiện tại clip này vẫn đang nhận được nhiều lượt quan tâm của dân mạng.